Cô gái 20 treo cổ tự tử do người tình đã có vợ dọa, tung clip nhạy cảm. Người đàn ông 40 tuổi ở Ninh Thuận đã có vợ con nhưng quan hệ tình cảm, đe dọa tung clip nhạy cảm, dọa giết người tình 20 tuổi, khiến cô tự tử. Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam, Bình Thuận thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Long, sinh năm 1984, trú tại thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, để điều tra về hành vi bức tử. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Long là người đã có gia đình, nhưng từ đầu năm 2023, Long lén lút quan hệ tình cảm với một người tên L, 20 tuổi, trú tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Trong thời gian này, Long kiểm soát mối quan hệ, buộc L phải làm theo các yêu cầu của mình, không cho phép L quan hệ tình cảm với người khác. Đầu năm 2024, khi biết L muốn chấm dứt với mình và có tình cảm với người khác nên Long nhiều lần đe dọa tung clip riêng tư, báo cho gia đình hai bên biết về mối quan hệ và dọa sẽ chém, giết khiến L treo cổ tự tử vào cuối tháng 3 năm 2024. Tại cơ quan công an, Long đã khai nhận về hành vi của mình. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.